Chào các bác, hôm nay Thao xin chim cu gáy xin được chia sẻ với các bác một cái cách mà đơn giản rất là hiệu quả. Các bạn thân mến, đây là một cái thùng xốp. Đó. Tổng thể là một cái thùng xốp và đây là một đơn hàng của tôi là đi Long An. Đi tỉnh Long An. Số điện thoại là 0125826289, anh Trung. Ok. Anh Trung này đã chuyển tiền, đã chuyển tiền. Và ở đây thì chúng ta thấy là số lượng chim rất là nhiều. Nếu như các bạn cho vào một cái lồng và làm sao cho nó khỏe mạnh vào đến khu vực miền Tây thì quả thật là rất là khó. Từ cái đi vào thực tế thì sau một cái ý tưởng nhỏ nhỏ tôi chia sẻ với các bạn, nếu các bạn thấy đúng các bạn có thể cho một like hoặc là bấm vào cái biểu tượng có biểu tượng chuông ở trên YouTube hoặc là bấm vào đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới, đặc biệt là chủ đề về chim cảnh. Các bạn thân mến, đây là một cái khay đá bằng nhựa rất là to và tôi đã đựng nước vào. Ngoài ra tôi để bông hóa học vào trong. Cái bông này thì nó có làm nhiệm vụ là nó sẽ giữ nước và nó không sánh nước. Con chim nó sẽ rít nước. Và các bạn thấy đấy, đây là một cái khay đá tiếp theo bên cạnh mà con chim đang ăn lúa đấy, các bạn thấy không? Thì tôi để phải đến một cân lúa ở trong này. Và cái sàn lồng của chúng ta thì các bạn thấy là tôi để một cái phên sắt ở dưới. Đó, tí nữa tôi sẽ kênh đi một chút, cách mặt xốp khoảng 2 phân. Trong trường hợp chim nó ỉa ra thì nó sẽ không dẫm vào phân. Đó. Và cái số lượng ở đây lên đến hàng 20 con. Các bạn có thể thấy là với một cái thùng xốp với cái diện tích là khoảng bề dài là khoảng 50 bề dài khoảng 55 phân, bề cao khoảng 40 phân và bề rộng khoảng 40 phân. Một cái thùng xốp đựng hoa quả. Tôi có thể chuyển được số lượng chim rất nhiều. Thứ nhất là chim thoáng, khỏe mạnh và tiết kiệm được cái tiền ship, tiền chi phí. Và bản thân ở cái sườn những thùng xốp này tôi quét những cái lỗ. Đó. Đó, các bạn thấy. Thì với cái như thế này thì nhà xe họ chỉ cần xách cái này lên. Các bạn thấy không? Tôi chế một cái quai đơn giản. Xách như này lên thì nhà xe để vào bất kỳ chỗ nào, chim sẽ không bị nóng và cũng không bị lạnh. Ở phần mặt trên này nó sẽ thoát khí và phần dưới này không bị lạnh. Và nó gì? Rất là sạch sẽ các bạn ạ. Nó sẽ không lây láng phân hay là chảy nước ra xe. Thì một trong những yếu tố một cái nhà xe ngồi trên cái xe tiền tỷ, họ cũng không muốn có vấn đề gì xảy ra với ý kiến khách hàng. Đó là sự hôi hám và sự gì? Ẩm ướt. Thì chính vì điều đó tôi đã qua nhiều lần gửi chim đi toàn quốc, ra Phú Quốc rồi ra các khu vực miền Tây thì tôi thấy là rất là bất cập. Chính vì vậy tôi đã chia sẻ với các bạn cái clip này. Hy vọng rằng nó sẽ một phần là sẽ tạo được niềm tin cho các bác ở xa, là các bạn cứ hỏi tại sao mà gửi chim được. Tất nhiên nếu như có những điều kiện khác, tôi có thể là cho chim ăn những thức ăn đặc biệt hoặc là tiêm cho chim những cái gì đó để cho nó đảm bảo khi mà chim đi đường dài và không xảy ra cái trường hợp là bị chết khi các bạn nhận chim, bị ngạt, bị chết hoặc có vấn đề trục trặc. Đấy là chia sẻ với các bác là như vậy. Quý vị các bạn thân mến, tôi đã từng ship ra Phú Quốc và không có một vấn đề gì cả. 30 con, 40 con hay bao nhiêu vậy. Đây là những chú chim Nhật Pháp để chờ các bạn làm vú nuôi. Và các bạn đang theo dõi trên cái kênh chim cu gáy hay của Thao. Đó là những cái lượt chim cu gáy được úm nuôi từ nhỏ và bón bộ như thế này. Thì các bạn thấy là nó không có gì là lạ cả. Khi mà chú chim này nó đã được thuần hóa từ nhỏ. Và những chú chim này đã thuần hóa như vậy thì chúng ta thấy gì? Độ thuần rất cao và mọi vấn đề về vaccine, về kháng sinh đã được xử lý. Đó là những chú chim theo quy trình là chúng tôi úm nuôi như thế này. Đây chúng tôi gọi là bón bộ, ở ngoài Bắc gọi là bón bộ. Và các bạn có thể thấy là đây là gì? Đây là số 4. Và trong cái đống này nó sẽ có một con số 4 các bạn ạ. Và nó là theo đôi của nó. Chính vì vậy là một con chim non khi xuống ổ chúng tôi sẽ gắn số cho nó rồi. Các bạn yên tâm là làm sao biết trống biết mái. Vì vậy những đôi nào mà rõ ràng trống thì chúng tôi sẽ bán cho các bạn. Và đặc biệt tôi phải bón bộ như thế này. Sau bao nhiêu ngày nó sẽ biết ăn và thả ra nó vẫn cứ theo người.
thì tôi sẽ bán cho các bạn. Đó là một cái điểm nhấn ở cái kênh Chim Cô Gái Hay của chúng tôi. Và trong buổi chiều hôm nay cũng có một đơn hàng. Đơn hàng này là sẽ đi về Bát Tràng. Bát Tràng đuôi như thế này, Bát Tràng. Và một đơn hàng tiếp theo là chỗ trong trong cái hộp này tôi có đựng ở các khu vực miền Bắc gần thì tôi đựng vào hộp. Có nghĩa là về đến Bắc Giang. Ok. Đây số điện thoại xin. Đấy thì buổi chiều nay là buổi chiều ngày 11 tháng 7 tôi có chuyển một lượng chim như vậy. Và các bạn thân mến, đây là những cái khoảnh khắc thực tế ở tại vườn chim của đồng chí Thao. Tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, và các bạn yên tâm, đây là một đơn vị gây nuôi và thuần hóa chim gáy chính thống, và rất là đam mê, rất là uy tín để mang lại những chú chim cho quý vị các bạn toàn quốc để cùng chơi. Đó, các bạn thấy là tại sao ôi những chú chim này nắng quá rồi, nắng quá rồi. Ok, thân ái chào tạm biệt các bạn, và các bạn hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận những video mới nhất của Thao. Và trong chủ đề hôm nay mình cũng đã chia sẻ cái một trong những cái kinh nghiệm và cái bí quyết để chuyển chim đi xa. Thân ái chào tạm biệt quý vị các bạn, mọi vấn đề có thể liên hệ để tư vấn, để hỏi chữa bệnh và để đặt hàng. Các bạn có thể là mua chim qua số điện thoại là 0163530982 và 0989177982, với cái địa chỉ thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, và có cái bộ phận văn phòng trung chuyển tại bến xe Mỹ Đình. Đó là đồng chí Khương 0942089769. Chúng tôi sẽ có cái sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo, trách nhiệm trong tiếp những năm tới. Đó, thì các bạn yên tâm là cái ekip của chúng tôi đã ship ra rất nhiều khu vực xa, các vùng miền đó, và các khu vực Đồng Tháp hay khu vực Phú Quốc hay khu vực các quận ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thân ái chào tạm biệt các bạn.